con cứ nằm mơ là con thấy những người mà những đứa bé không mà thì vụ mà con không bao giờ bỏ thai ai hết, nhưng mà con cứ thấy đứa bé nó theo con cứu nó trong giấc mơ. Con không biết con là ai, nhưng mà cái tâm linh của con đó là cái giác quan của con rất là mạnh. Con có thể nhìn một cái người nào đó mà con đoán họ được là cái chớp gì nữa. Con không biết con là nói toàn là chuyện khi có nạn mới ngồi đây, mới hồi thiên ngày đi mới giờ thì chứ không có nạn thức mới ngồi đây chắc lúc trước giờ cũng chửi thù nhiều quá không nghe mấy người chửi nhiều quá không theo sư phụ luôn á. Này cái nạn tùm lum hết tới bi tới ba bị ma nhập rồi nó ngồi đây ai lỡ mà con nghe sư phụ là con hiểu luôn, từ lúc đầu là con biết đạo Phật là như thế nào. Năm ngày là con thuộc chú Đại Bi, các chú luôn. Tại hồi xưa là con kiếp. Ok, chị nó không có gì khóc. Dạ. Con đã lên núi lên điện mẹ đó, rồi lấy mấy chai nước rồi bỏ người lên đầu, rồi cứ khắc trên điện mẫu á là hết tự nhiên hết. Cứ về núi là tự nhiên mấy cái này go away, không có gì nữa. Ok rồi, cái đệ tử nó hỏi gì nữa không? Ba bệnh. Tại vì khẩu mới về núi. Tức là có lợi đằng trước mà không có nghĩ cái chuyện mà cái mục đích của sư phụ, mục đích của thiên là sư phụ đưa người về trời, con hiểu không? Chứ không phải là trị hết bệnh rồi lắm cảm lòng vòng ở dưới thế gian này đâu. Thì đừng có bỏ tên cho ông đó thì thù. Đừng có bỏ tên cho ông đó. Dạ. Thù là tự lỗi thù được rồi, con lỗi cho con. Dạ không phải, mà mỗi lần con nghĩ sư phụ tự nhiên mắt con rớt. Không biết. Lý do. Thì con cứ lỗi cho con được rồi. Với lại con thấm cho tên cho bụi vô làm gì? Cô còn đang sống mà. Với lại khi mà con thấy trong cái lúc sư phụ đi bên nhà Thiếu Sân Dũng cái vụ này sáng mấy đứa bạn rất là lôi lấy tôi giải thích. Thù rất là bình dân, thù rất là đa số. Sống thượng lưu cũng có, 6 sao, 7 sao cũng đi qua hết. Xãi gì cũng có, đồng hồ xịn cũng có, đồng hồ giỡn cũng có. Nhưng mà trong lòng thù không có chấp là cái gì giỡn, cái gì xịn, ăn cái gì. Miễn sao lúc đó thù thích cái gì mới là quan trọng. Mình thấy ngon quan trọng. Tại lúc đó Hiên Tinh á, cái nó hóc hóc mà nói chuyện 3-4 tiếng nó mệt rồi mấy đứa đưa nóng lạnh nó sợ lưng á, tại vì mấy khi nó không có thấy như bộ chỉ là yêu cầu là nước lạnh với cơm thôi, còn cháo thì nó sẽ lỏng ruột húp cho nó lẹ chứ không gì. Sư mẫu là người đưa chai nước cho phụ mà, cái mặt của bà trên phim á, quan trọng chúng ta xuống đây là làm cái gì cho người xung quanh. Còn mấy sát phàm phụ á là tự sư phụ biết ăn cái gì và đã biết làm cái gì và biết lúc nào phải ngồi thiền, lúc nào phải nhập thất, lúc nào phải đi ra nói chuyện, thì mấy con đừng quan tâm mấy chuyện ăn uống. Sư phụ làm sư phụ vẫn là tam tịnh nhục để cho hậu thế đời sau á họ có một cái con đường dễ sống hơn. Chứ giờ đạo Phật ăn chay trường người ta tu á ăn nó cũng không phải thành Phật, ăn uống không phải thành Phật. Cái quan trọng mình làm gì mình nó thành Phật. Nhưng sư phụ chỉ nói sau khi hội Việt Nam làm vua một thời ổn định lên nước Việt thì sẽ đi tù. Hồi đó lúc mà 10 năm về trước sư phụ đòi đi tù mà hồi nãy sư phụ có kể sư mẫu và khóc mẹ mình nói con á chưa có làm xong nhiệm vụ, con không có được trốn bỏ. Sư phụ vẫn thích đi tù hơn là đi ngoài đời. Nên sau này thuộc cũng phải ăn chay lại giống như hồi ngày đầu, cũng đi kiếm gốc nè. Nhưng mà sau khi nước Việt giàu có không về chứ đi chứa được. Thưa mẹ là mấy vị là cản cho phụ mà. Thầy cũng vậy nè, mẹ nè, cha nè. Sáng
cụ ngồi xe có kể mấy đứa nghe thôi không? Cũng cái câu chuyện vậy. Tại vì mấy tên đông quá không có nghe. Lúc đó thì thưa hội chưa có biết là sẽ sau này về lãnh đạo nước Việt, chưa có biết cái thiên vị, chỉ biết là thiên tâm ra đời thì thưa muốn đi tu để mặc áo vàng để mà độ muôn trùng cả thế giới, cũng giống như ngài Minh Tâm Quang. Ông đâu phải là đạo Phật, ông cũng kiểu như phụ có chút lực chút thần thông, đang mặc áo vàng độ người, tức là sư phụ phải đi tu như vậy mới được độ nhiều người. Thì thời đó sư phụ nghĩ là đúng, tại vì hồi đó có hai em vợ chồng trai gái chi nữa. Nhưng mà ngược lại bây giờ sư mới biết là cha mẹ tính rất là siêu, nửa đời nửa đạo. Nếu mà hồi đi tu thâu và kính thiên đâu đâu có đúng, thì từ đó bây giờ mới còn đứng ngày đây. Chứ là giáo chủ mà có vàng cũng biết không, nó mới nhiều nhiều tín đồ. Nhưng mà sau này bây giờ mới biết là áo đời sau này về trời nhiều hơn là hơn những áo chàng đó. Mấy còn sư phụ nãy sư phụ để cái gì trên đầu con thấy rần 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 cái gì rần rần thì nó có nhiều sao? Đến đang hút bụi đang hút cái ngu của con á, đến nào ngu nhiều á rần rần nhiều anh ngu nó chạy lên. Con này không phải là cục bình thường nữa, cha bỏ power vô trong này, thần thông vô đây, người con sư phụ nữa, nên nó có cái định lực rất là mạnh đó. Con hỏi em này cũng đi lượt, em cũng bị nó, em cũng bị chị ngu nhiều quá tinh thần không. Vậy là tốt, tức là biết cái này nó là phải cục vàng bình thường đâu. Rần rần con nghe được á, lọc cọc rần rần luôn hả? Dạ, con nghe rần rần nó sao lọc cọc ngay chỗ này mà con cảm giác được. Dạ, nghe vậy đó. Nghe lọc cọc ngay chỗ này á. Tại là ăn đồ mặn á, vô trong đó nó khó có vô định đó.
nào cũng nói thật, nhưng mà mình tùy theo cái mình sử dụng. Sức khỏe cũng là quan trọng, còn thân người còn thành Phật được. Mà thân người bị bệnh rồi là không hết lại hết lên nốt hết sám hối luôn, cho nên mình phải hiểu thôi, dạy dạy vậy đó. Cho nên người nào một cái chất chai chai không mà nốt hơi nước xìu, mặt mày xanh dần lên núi không được, thì lúc đó đọc kinh trên điện mẫu cũng không được, thì nằm nhà làm gì. Tôi nghĩ cái nào quan trọng, cho nên cái gì cũng hết phải cân nhắc nha. Cái gì cũng là quan trọng hết, ăn chay cũng quan trọng, sức khỏe cũng quan trọng, phải tự liệu. Còn nhập định mà sức hồn á, phải ăn chay. Có là có thiệt. Ai hỏi gì đâu? Cũng đem cái chuyện cũ ra gây lộn, đó là địa ngục thôi.
mình muốn không có địa ngục đó, mình lại sám hối chuyện đó. Ngày xưa tôi có lỗi với anh, tôi lại sám hối nè, tôi quay phim nè, tôi xin cho anh nè, anh tha tôi đi, báo đáp trọng vui liền. Nãy giờ nhờ cái điện thoại phải không nè, xin lỗi chồng nghe, ngày xưa tôi đi thăm bồ cũ một lần, xin lỗi nha. À, cứ tự nhiên vậy đó, chồng coi cũng vui. Mình nói sao mình trước thì mình mới về trời thường mới cứu mấy con được, còn mấy con không có tha con trước khó cứu đó. À, tại sao cô thường nhắc là cảnh tử nghiệp là lúc quan trọng nhất, cái thân hồn á nó còn tham, tham tiền, tham hột sò, tham này tham kia và nhiều tài sản quá, có ngày cứ tính để lên đóng tài sản, thì vợ mình nó làm tiêu, con mình nó làm tiêu, mình tiếc mình không có đi được. Cho nên những người giàu khó về trời ấy, tiếc của. Mình sống mình tham, mình chết mình còn tham hơn nữa, tại chết ích kỷ. Tại khi mình thành hồn ma đó là mình cô đơn lạnh lẽo, không ai để ý mình, mà trong khi cái công đó cực khổ là mình tạo ra, trong khi á là mình là người chủ nhà, mình nấu cái là vợ mình bưng cơm lên hay là con mình nó tới nó chào hỏi mình. Nhưng mà hôm nay á, mình chết rồi, câu nó về á, nó lộng hành rồi nó đem bạn nó về, rồi tiền của mình á ăn tô phở dám ăn, còn nó xài sang, nó xài khủng khiếp, tại nó đâu phải là người làm cái tiền đâu, nó biết tiết kiệm. Thì lúc đó mình là hồn ma, mình đứng mình ngó, mình chứng kiến những cái sự việc đó. Ma chết đâu có yên đâu, ma bị sốc lắm, chẳng qua nó không có máu, nó không có lên máu, nó tức thiệt á. Nó hồn ma tức về thấy chồng thấy con thấy vợ quậy á. Làm người lúc còn đã hơn, rồi giận cái đỏ mặt nó là thôi đúng không, hoặc là ma tức cái chẳng làm gì được ai mà tức hoài luôn vậy đó. Dạ con thưa sư phụ, sư phụ vui lòng cho con xin một câu hỏi dạy cho con. Là thường ở nhà nếu con tụng kinh một mình con á, thì kinh Thiên Tâm Đạo nguyên một quyển kinh thì con tụng khoảng chừng 1 tiếng 15 phút cho tới 1 tiếng 20 phút. Nhưng mà những lúc mà có những vào 3 ngày 10, 18, 18, 28 thì có mấy vị ở gần con cũng theo cha, theo mẹ, theo sư phụ cùng tới cúng làm lễ để cúng với chúng con, thì những lúc đó con tụng chậm chậm để cho họ theo kịp đó, thì có 2 tiếng. Nhưng mà một mình thì con tụng 1 tiếng 15 phút đó. Coi như mà có nghe là có nhiều vị đã nói rằng là mình tụng kinh là phải từ từ chậm rãi để mà mình để cái tâm mình vào trong lời kinh, còn tụng mà lẹ quá thì không tốt. Thì con phải làm như thế nào, tụng thế nào để cho nó đúng sư phụ? Tụng kiểu nào nữa, cái tâm của mình đừng có sốc chừng nào là mình ok. Tụng quen thì lẹ thôi, trong chùa mấy thầy tụng lẹ đâu sao. Cho nên con cứ là lẹ là tốt. Mấy chư vị đều chứng hết. Có người mà mới vô tu mà con tu theo kiểu họ, chứ không có định lực con bực lên á, thì bao nhiêu con đọc kinh nó mất hết công đức. Có cảm ơn sư phụ. Người ta sẽ làm cho mình bực đúng không? Học chậm quá. Đọc lẹ. Con hỏi ông bà mình già mà mất trong lúc đám tang đó, kinh đạo Thiên Tâm mình đọc kinh gì sư phụ? Đọc kinh Nhất Tụng hay là kinh Cầu Siêu sư phụ? Già mất hả? Con đạo Thiên Tâm hả? Thì con lấy nguyên kinh của sư phụ á, ở trong đó có kinh A Di Đà, kinh Cầu Siêu cũng vậy. Nó có 2 loại nha, cái loại đọc hàng ngày, cái loại mà kia đó. Con có loại kia không? Có loại dày á, nó có kinh A Di Đà đọc cho ổng nghe, nó tả về cảnh trời á, để cho ổng khoái mà. Còn đọc kinh thường cũng được, không gì hết, có kinh là được rồi. Để mình nhắc nhở mục đích đọc cho người âm nghe, mình nhắc nhở là họ cho họ biết là họ chết rồi, họ không còn mang thân người nữa, họ chỉ có Phật mới cứu họ thôi, ngoài ra
họ suy nghĩ dẫn dơ về chuyện thế gian, không có giúp ích gì được hết. Chỉ cho con hỏi một câu nữa, phụ nữ mà trong tháng mà mình dơ có kinh đó, thì phụ mình đọc kinh có tội không? Không có tội, nhưng mà vì không có đứng gần đó được. Mình đọc kinh thường, mình đọc kinh là chư thiên tới gần mình. Còn con dơ thì mấy vị chỉ ngó một cái thì mấy vị xẹt đi. Nhưng mà không có ai đứng đó. Còn bình thường thì con không có cái đó, mấy vị đứng đầy. Nhưng mà vẫn đọc được, không có tội. Được. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Nhưng mà xúc miệng mới đọc kinh phải chờ răng nha. Kêu tên người không? Ê Linda, ê John, lại đưa con cái cốt đó, xích lòng nói, chỗ nó tỉ phú quá. Hôm nay sư nó hát cho nên trở thành chó như nhà sư phụ. Cái hiện giờ có con chó mọc rây đen, cái sư ôm ôm nó có ngày, hồi đó dễ thương quá, chó sư phụ. Mới đẻ ra cái sư phụ bắt nó về. Tối ngày thì qua một con vít thì ẩm á, ẩm nó lại gì giống như mấy con cần thì để cái tay. Trời ơi, vậy mà tự nhiên cái bác sĩ nó bữa nó bị bệnh, cái đem đi bác sĩ nó chết, cái thù quản hồn mới vừa đem về tại sao chết, thì mới biết là khi mà thù ẩm đó, nó mừng quá nó giảng sanh, tại vì cốt của nó tên là Linda, một cái bà triệu phú ở tên Monterey nè, cách đây chừng tiếng rưỡi, người Mỹ. Giờ đầu hai thành nó người Mỹ trắng. Ông ấy ổng buồn quá, phải làm sao? Cái đầu thì ổng nói chuyện với mấy chị, mấy chị mình á, thì bạn bè ở bên kia nhiều. Làm sao cho nó sống là đừng có chết. Cái mấy chị nói, trời ơi, ngày thương nó quá hả? Giờ nó được phước ngày đi giảng sanh thì cho giảng sanh. Tôi mới đem về nuôi mấy đứa nhỏ nhã thương lắm. Thì từ bữa tới giờ là như 8 tháng này. Vậy thì thôi cho nó sống thêm năm nữa. Tại bác cần phải đi đầu thai đó. Ghê không? Cho nên không chỉ là chó thôi thì nó sẽ gần như hụt nó sẽ chết. Và người thì gần như hụt sống dài. Cho nên bây giờ nó không có bệnh nữa. Nhưng mà vì nó chừng năm mà. Đó là tên là Khóc thì tại đó thủ đâu biết đặt tên gì đem vui à. Đó, thằng này là Shinobi, là tuyết. Hai anh em, hai mặt rơi nhưng mà cắn thiêu có ẩm tối ngày. Thằng này thì không có bệnh. Thiêu mới hỏi là người này là ai, thì mấy vị trả lời nó là một người mà người mỏ da đỏ đầu thai lại, tất cả đều là người hết. Cho nên con đừng tưởng chó là người á. Cho nên con phải treat nó very well nha con. Cái cưng lắm, nó xanh, mắt nó xanh lẹ. Mà chải tóc nó hoài trên
Rồi. Sư phụ thì bọn con thấy được nhiều cái sự màu nhiệm á. Bọn con biết sư phụ là, bọn con tin là sư phụ là Chúa Giêsu tái thế, rồi cũng tin là Minh Vương và Phật Di Lạc. Nhưng mà giống như những cái người bạn của mình á, thì họ thấy như vậy thì họ nói là: ủa tại sao mà xưng tùm lum vậy? Tại sao là vừa Chúa vừa vua rồi vừa Phật Di Lạc? Thì bọn con cũng có giải thích, nhưng mà không muốn sư phụ nói để cho nó rõ ràng hơn, giải thích cho mình. Vì sao mình có mấy trăm quốc gia? Tại sao mình có rất là nhiều đạo? Tại sao mình có rất là nhiều tiên tri? Notre Dame, Kaiser, rồi và Nixon, rồi Vanga. Sao có chẳng kinh Lưu Bá Ôn, rồi sao có thư bối đồ, bối ca gì đại thắng đủ lắm. Rồi có đức thầy nữa, Ngũ Đại Truyền Thừa, Sư Giải Báo Khoai, rồi Đức Phật Chùm, Thầy Tây An, Đức Bình Phú Sổ, vân 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 vân. Tất cả những gì đó là những vị Phật Bồ Tát chỉ nói về một người, đó là sư phụ, chỉ là khác danh từ thôi. Con hiểu chưa? Mỗi quốc gia, mỗi quốc trên họ khác, nhưng mà chỉ nói về riêng gì, chú trọng về một người, đó là đây. Kinh nào cũng vậy, cả kinh Linh Phi Châu cũng vậy, nói thần của họ sẽ trở lại. Bên Ấn Độ cũng vậy. Nhưng mà mỗi một quốc kinh, mỗi một quốc gia, mỗi một tôn giáo họ đều dùng danh từ khác. Chuyển Lưng Thánh Dương giải thích rồi, Kinh Thải Quyền cũng giải thích rồi. Di Lạc Cư Lạc Nghiệp, Di Lạc là cùng đời sống an lạc. Thì xuống xuống đây để mang cho nhân loại đời sống an lạc. Xuống xuống đây cha vũ sổ qua đi cầu này, mười cái bom nguyên tử nó nổ thôi là chết hết. Cho nên tất cả kinh điển nói cùng một người, đó là thuộc, mà danh từ khác thôi. Con hiểu chưa? Tại vì họ chưa có truy cứu cực hiểu hết. Chứ giờ ông Lưu Bá Ôn, ông nói sau này Di Lạc không sanh ở trong hoàng cung làm thái tử, cũng không ở trong tu viện. Tu viện là Công giáo cũng là tu viện, Phật giáo tu viện, Hồi giáo cũng tu viện, những đạo khác cũng tu viện. Sư phụ không có thuộc gì Ngũ Đại Truyền Thừa trên thế giới, mà ông nói sanh ra một nhà dân giả trải vàng khắp cả Bắc Nam đó. Thì một người bình dân, đó là ông trong bên Tàu Lưu Bá Ôn. Còn bên những kinh của Hàn Quốc cũng nói như vậy thôi. Người Đức Chân Trinh cũng nói như vậy thôi. Bảo Giang Thiên Tử Sức, tại sao không nói là Sài Gòn Thiên Tử Sức đi? Bên nó nghe kìa. Rồi ở bên để giúp cho ta nói. Khi mà họ chấp, họ kiểu nào họ cũng nói được. Ở trong ngồi trong phòng này, hay là trong 5,000 đệ tử từ xứ giờ đến núi theo ông Sơn, thù dễ lên chán. Thù bảo đảm hơn phần nữa có chữ sư phụ. Đứa nào chửi dơ lên thù xóa tội liền. Đó, hàng Nga chửi nhiều nhất. Bây giờ nói anh nên làm là lấy công chúng tôi nhiều lắm, tại thế nhiều đứa không dám, đứa nào cũng có ha, khó hiểu lắm. Cả bản thân sư phụ ngày đầu tiên mà sư phụ đã đi tu mà mấy gì không cho đó, sư phụ bị bệnh muốn chết luôn á, hỏi sư mẫu này ngất ngư á, chết thiệt á. À, cả bản thân đâu bao giờ tính đâu, nhưng mà thủ biết người bất thường thì bị hành vậy. Khi mình phải tin và mình phải chấp nhận cái nhiệm vụ của mình, thì từ đó thụ mới như vậy, vừa khôn ra vừa mạnh hơn, vừa có tiền nhiều hơn, trai trở nhiều hơn. Chứ hồi xưa cũng không có bao nhiêu giờ. Tất cả đều là danh từ đó, nó cùng một người một thời đại.
Mechaya hay là Messenger hay là Di Lạc đều là nghĩa nhau. Chỉ là Thánh Dương cũng giống nhau, Minh Dương cũng vậy, Phong Thánh Di Lạc là vua cũng vậy. Đó là chữ nghĩa thôi. Quan trọng nó thiệt hay giả thôi. Dàn thiệt thì nó có nhiều cái để chứng minh thiệt, còn dàn giả không có gì chứng minh. Dạ thưa sư phụ, lúc con biết sư phụ là con đã biết sư phụ là Phật Di Lặc ra đời là chuyển lực Thánh Dương. Nhưng mà con muốn cho những người gia đình con hay là anh em, những người họ hàng, bạn bè quen biết biết, muốn cho người ta biết đó là sư phụ, là Chúa Tái Thế. Nhưng mà khó quá, con không biết làm sao để con có đủ cái năng lượng đó để con nói cho mọi người hiểu. Rất là khó cho con, thưa sư phụ. Rồi, con lấy cái hình nào sư phụ ấy về chửi ông này cho nhiều cho tôi. Không thế thôi. Tại khi chửi sư phụ á, ban đêm sư phụ mới độ được. Phải giao duyên với sư phụ. Ý là giao duyên ác hay giao duyên thiện. Mấy đứa đại tử nhớ sư phụ kêu sư phụ ban đêm cũng có tết, tôi biết nó nào kêu mà. Thì cứ chửi thật, sư phụ không có dạy bậy đâu. Cứ chửi ông này cho nhiều giùm tôi. Làm thử đi, rồi vài ba tháng sau ông sẽ bò về Tiên Long Sơn kiếm sư phụ. Không tin hả? Kiếm thử. Hả? Tin thử. Tại vì mình độ người sống khó lắm, nói chuyện rất là khó. Này nhìn cái tướng vô làm sao người ta tin. Nhưng mà trong bô bi á, quảng hồn á. Chửi quá bị ẹt không sư hả? Chửi quá bị ẹt. Không sư phụ không có. Chửi với những người mà qua đây có cái ý đồ gì không đúng á, là trước khi có chuyện ấy là có chuyện đó mấy gì đẩy đi hết, mấy gì scan hết, hiểu không? Nhưng mà mình cũng phải phòng trước khi mà ai làm cái gì đó phải suy nghĩ một chút. Mình đói cũng kêu trời ơi, khổ với trời ơi, thiếu tiền với trời ơi, được vợ đẹp với trời ơi, mất vợ cũng trời ơi, vợ út cũng trời ơi, sanh con ra cũng trời, gì cũng trời. Vì tại sao mình lại đối xử với con trời bạc bẽo? Suy nghĩ đi, con trời đâu có làm gì đâu, chỉ mang phước cho nhân loại thôi mà, hiểu không? Tại sao mình lại lấy oán báo ân như vậy? Suy nghĩ tất cả các đạo giàu nhớ thằng ăn cướp, nó vừa cướp ra khỏi nhà bạn được đóng tiền về nhà nó chùi đã quá, cũng kêu cha, đúng không? Bất cứ gì cũng kêu cha. Vậy sao đối xử với con với cha mang thân phàm tệ bạc để làm gì, có ích lợi gì không? Khi nào mà sư phụ làm gì xin tiền ta hay gạt gẫm người ta hay là nói cái gì không đúng hay là cái gì mà nói chất quớt hay chặt hay gì á, thì có quyền, còn sư phụ không có làm gì sai hết. Đây là tỉnh nhìn có ông trời hiền lắm. Có một lần thưa cha nói ai mà đụng tới con là sẽ bị trừng trị thẳng tay cha ra lệnh đó. Cho nên cả cái làng này mà lúc mà chuyện xảy ra với chùa, nhớ chuyện mấy đứa biết chuyện với chùa không? À, cạo gió, chùa cạo gió cạo luôn á. Chùa chùa giờ bị cả làng này với mấy ông thầy quốc danh dùng cái chuyện nội bộ rồi nó bôi bát cho phụ là thỉnh đi liền, mấy thiên tướng đi xuống là lấy hồn đi liền, rồi mấy gì kêu là triệu hồn vậy để mình trừng trị người nào mà là phạm nặng quá, nhiều người bị. Không ai hỏi gì? Lạnh quá thì tắt cái đó, còn nếu không lạnh thì cứ để nó mở. Thường nghĩ tắt cái đó thì mở cái này để cho dễ thở được rồi.
tại đông người sợ ngợp thở, nhưng mà tắt cái máy lạnh đi để lại off á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.